Nay mình sẽ đi map 1 của campaign Kim Tự Tháp hả? Để coi. Nay những con zombie này sẽ bị mình giết một cách nhanh gọn luôn. Mấy cái cây mình để nâng lên tới đây nữa đi. Sợ gì zombie nữa. Chơi cái nào đây ha? Chơi đại đi. Súng. Mình có con lửa nè. Mình sẽ chơi con lửa này. Chọn cái nào địch ta. Ok, bắt đầu. Coi. Cây mình sẽ trồng này, một cách chơi hay mọi người là trồng cây ở ngoài. Vì khi mình zombie nó vô tới tới ở đây, ít nhất mình còn súng để bắn. Khi trồng cây ở trong mà khi nó vô đó là còn cây không cũng đâu cứ cứ làm gì được nữa, chết thua. Đứng lại. Mình cứ trồng cây đó. Từ từ chơi. Gì đâu mà nâu đúng không? Trồng cây tiếp này. Bắn nó lại. Mình cứ tiếp tục trồng cây thôi. Trồng cây càng nhiều mới nhanh ăn được, không là thua liền. Chà, ra nhiều quá. Càng à. Căng quá, căng quá. Thôi đi. Chà chà chà. Không tới được đâu em à. Băng lại nè, băng lại nè. Cho con lửa vô bắn luôn. Chơi này mình phải ngồi chùm ổ chơi mới hấp dẫn. Đó, lửa luôn. Lửa nhanh cháy lắm. Cứ trồng cây, càng nhiều cây càng tốt. Ê, cha này lấy mặt trời của lấy mặt trời của tao. Quyên nào, quyên nào. À, skill nè. Anh đi cho mọi người coi, anh đi cho mọi người coi. À, mình đã chấm hầm một rồi, nhanh gỗ luôn. Rồi một cách chơi mà luôn trồng cây ở ngoài, không? Trồng cây ở ngoài, cây súng phải trồng mới thắng được. Chập rồi mình sẽ chơi cái bài tiếp theo. Tắt à?